con. Không biết nữa. Ui. Mập dưới tao ăn cá mập luôn. Rửa bên đây đi, rửa bên kia mất á. Rửa này kia mất. Con này bự quá, xảy cái một. Trời ơi, nó bự. Ồ, nó quăng vô bờ thì cái đâu có dám đẩy hoài. Đẩy hoài cái nó. Vậy mà nó không chạy được kỳ ta. Chuối á. Chuối hả? Ồ, còn nửa ký coi nha. Wow, nó chạy ra đây rồi, nó chạy ra đây một con. Cái rồi, một con chạy ra đây nữa nha. Ui cái lóc ngon. Bắt tới kia đưa bỏ rồi. Chạy cái đây hết con rồi nè. Rồi đầu video 8 cá chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Hôm nay anh bắt mấy còn mấy đám lúa cuối nè cả nhà. Bắt cái đám nha mọi người. Giờ bắt cái này. Đây ta. Bắt cái này luôn. Cái đây có cái bọc này nè. Cát lát hả? Cá rô phi. Lụm luôn ha. Ồ, chốt bự thiệt. Chốt to này ha. Ừ. Trời cái chốt. Chốt quá. Chốt quá thì hết. Chốt to không à, lụm luôn ha. Lụm luôn. Lụm 3-4 kg. Chốt to là cũng được. Lớn lóc nữa. Cua lột hả? Đợi đây phóng gần. Có lột bỏ bịch thì nó mới nó bỏ hoài bể á. Bỏ hoài luôn hả? Ừ. Luôn ta. Bể á. Ồ nó mềm. Không có lóc nào ta.
không vậy nè. Chốt không. Trời ơi, cái chốt. Chốt khủng khiếp luôn. Trời ơi, cái này vậy đây nữa. Ui mập dưới tao ăn cá mập luôn. Bốn lạng hơn. Lúc nào không biết có thấy. Bỏ lá vô phải nhúng nước, lá nó ướt nó mát. Cá lóc in con bự luôn.
con bự luôn. Đâu rồi ta? Nằm trong bụi đây rồi. Ở đây hay đuổi ra nè, còn lại đây. Đuổi đi đừng đừng có chích nha, đuổi. Hay đuổi cho chạy ra ngoài nè, nghe không? Để cho chạy thẳng lên đó. Đâu rồi? Nằm ở đây nè. Ngay luôn, còn lượm đi. Trời ơi, cái nóc. Để luôn không? Ừ. Đang bật mà đâu có tắt nữa. Trời nắng quá. Chừng nó nhảy. Đây. Có bị chứ. Có bị luôn. Đây hay nhúng nước cá rồi nè. Đúng không? Ờ, ngon ba cá lóc ngon. Cho cái miếng nước lại kìa, nước. Mọi người nhậu, trời, đá tan hết rồi. Mọi người uống 8 nước tan hết rồi cả nhà. Đá cà đá hay tắm bỏ tủ lạnh dần tan hết. Mọi người nhà. Gặp gắn. Để con từ từ, để con dí theo. Từ. Đừng không mất đâu, không mất đâu. Đừng. Trời chưa thấy nó chạy mà. Hay đi, con đi theo. Từ để đi, không mất đâu. Rồi đây ruộng đây rồi, không mất cái công luôn. Nè. Ù. Vàng khe luôn. Khe luôn cả nhà. Ủa bị ve cắn quá trời. Tự ve ra, từ. Ve là cái gì? Con gì nữa? Cắn ổ ha.
Đây cầm cho nó. Đưa ra hai. Ok. Dạng thật luôn. Trời có đầu nữa. Mà con này nhỏ không bự. Mấy bữa mình bắt cái con kia bự không. Lấy luôn, sẵn bỏ ngớt vô luôn ha. Lấy bị cái luôn đi. Sẵn bỏ ngớt vô luôn. Vô đi chứ. Chứ đừng không biết con khác còn nhiều cái hồn có ruồi mới có thể thấy nó được, cứ mấy cái kia đọc có được ruồi không biết con mày nhiều hơn con bé nó chạy cái đinh hai không hai cái châu nữa để nó chạy luôn rồi con mày tiếp. Lóc hả? Nè. Lóc gì hai tử nông lết thằng luôn, hãy đậu rạ lên á. Ừ. Nè, đậu rạ lên. Hai tử nông lết. Lết thằng luôn gì chứ. Đám này nó có cái vô chứ. Có cá. Là bọn bắt khăn cá lóc. Cá khô có nào. Ừ. Vừa tắt camera lặt chưa cái chi vàng bỏ trong bụi đi ui đi lủng bịch cái nó khóc nhiều rồi kỳ vậy nó có mà không nhiều chứ. Trời tim quá trời kìa. Ôi, không lẽ nó ra. Tim không lẽ lưng cộ. Phải không? Cái gì ghê vậy? Không biết con gì luôn. Sau giờ nước lớn. Lặn xuống ha. Lặn xuống lẹ lên hay lặn xuống tốc độ cái nào ta quên à đó ngay cái lá vàng vàng á không đụng hả kỳ vậy sợ nó trôi quá. Cái nhà. Rồi.
đây vô đây. Rửa bên đây đi, rửa bên kia mất á. Rửa này cái mất. Con này bự quá, xảy cái một. Chậu nó bự. Ồ, tâm quăng vô bờ liền cái đâu có dám đẩy hoài. Đẩy hoài cái nó. Vậy mà nó không chạy được kỳ ta. Chuối á. Chuối hả? Ồ, còn nửa ký coi nha. Cầm hai tay. Bàn tay mình không nghĩ lý gì nó ha. Để con xử vậy nè. Yeah. Cấp 2 bàn tay. Cấp 3 luôn. Quá bự. Con này chắc nửa ký ha. Ừ. Đã. Ồ, con này con thương muối chiên hết ý luôn. Thôi cho vô luôn. Cho hàng những nước cá cái. Đã quá. Ồ ôi. Mình mà rửa bên kia nó chắc mất luôn. Rung. Đằng kia hay có cá. Bữa bắt cá lóc này bắt cá rô phi. Gì vậy? Cắm quá, cắm cá lên khoe. Con cá rô phi nhỏ. Sâu quá. Sâu quá hiểu không? Ừ. Qua chỗ này ta. Sao qua được đây? Con này.
Trời ơi, cá con móng kìa. Quay ra được nó bóng chưa? Thấy nó lõi bóng cái nước vào. Móng bự ghê luôn. Không biết cá lóc hay cá gì nữa. Phập, quất cái phập. Trời cá chạy à. Chỗ đó có chỗ sâu lắm nha. Bữa lội dính. Rồi cá rô phi. Ăn móng cái phập luôn. Chắc lên, chạy lên trên rồi đó. Rồi cá gì chuối à. Bật chế độ mạnh nhất đi hai. Ok ok. Rồi nó chạy ra đây rồi, nó chạy ra đây một con. Một con chạy ra đây nữa nha. Ui cái lóc ngon. Bắt tới kia đưa bỏ rồi. Chạy ra đây hết con rồi nè. Không chuẩn cặp cái lóc hay cái chê cái lóc ta. Thấy nó chạy ra hoài lỡ con nữa đó. Rồi chắc cá lóc chạy lên trước rồi. Dễ gì nó ở đây. Vô sâu là khỏi bắt luôn. Ok ok. Cá rô phi, cá rô phi. Cá rô phi bự bự lụm đựng lụm nữa nha hai. Lụm quá xíu để cái đè mấy con cá kia. Ủa chạy tùm lum luôn.
Tới khúc kia kìa. Không biết dậu đi chưa ha. Ừ. Không dậu đâu, dậu con biết con thấy nó đúng không? Nó vô mấy cái ao. Giờ sợ tới cái ao kia là bắt không được á. Mấy cái lóc nằm dưới ao hết rồi bắt đâu được. Phải cái ao nó càng lại bắt đã luôn. Vô mùa càng cái ao nó bắt đã luôn ha. Sợ cá nó ra thôi chứ. Cá mà nó ở vô mùa càng bắt đầy rồi. Bọn cá vô khoen cá ra. Đường quá. Đúng không? Lùa vô chỗ sâu. Thôi kệ. Bắt lên lúa luôn. Để hãng cá lóc này đó kìa. Nghe cái dũng đó kìa. Cá này ghê. Cá này bự hơn cá nãy luôn ha. Đâu nắm lên là biết. Bự không bự hơn đâu. Không 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 lớn hơn con mương đâu. Để ngay cái đó kìa. Thì cái nắm cá kia ra nữa cho nó đẹp. Đổ vô hết luôn. Đổ hết rồi nhúng nước. Nắm cá kìa nè. Rồi hả, con quay video thường đi. Quay video thường đi. Để cho nó đẹp à. Con cá lóc bự lắm. Coi chừng nắm lộn cá nhỏ. Xích vô hay sợ mới phóng ra mương á. Cả nhà. Cá mương này cả nhà. Đó. Xích vô ha. Ừ. Muốn nước rồi. Để hàng dũng cho. Ừ. Ui sao khoe cái ra. Tưởng là không có chứ. Này bắt cá bự không? Mà hơi ít. Có ừ. Ít nhưng mà chất lượng. Quá trời luôn rồi, chẳng còn gì ít nè. Ít cá lóc quá. Rồi hai đi mấy mé bực xong giờ ở đây y vậy không? Ok. Cũng nữa rồi lụm mấy cá nhỏ vô đè hết. Giờ đụng cá là dí luôn để không nó chạy xuống sông. Cá rô phi. Nhỏ à. Không có rô phi bự. Đó con đó bự đó. Chỗ cạn chỗ sâu nó không có đều. Đúng không?
sập đó. Sắp đụng cá rồi, tập trung ha. Cạn nè. Sắp đụng cá rồi đó. Cá chạy quá trời. Đó. Cá giỏi. Chấp đụng cá bự rồi đó. Đó. Cá bự luôn. Phi một con phi. Nó có kiến không? Con róc này đi. Mày móc về sâu quá. Cá giỏi ha ơi, tốc độ. Rồi sắp mưa hay gì đen thui kìa. Cá hay lừa nãy lên tôi hút đạo nó nhiều ghê luôn, hay tính dòng lại bắt nó. Cũng dọn đây mà. Mưa rồi, trời ơi. Mưa đâu, mưa đâu. Đang quay, đang quay, đang quay. Con rắn với lại con ếch nữa nè. Bắt tay không, con đó bắt tay không. Nhỏ quá. Không có đứng được luôn, để quần quần bưng nào không có đứng được luôn. Con đi chứ đừng có giỡn nha, ngon lắm á. Nó bự không à. Con cái rô phi nửa ký nữa. Rô phi nửa ký. Rô phi nửa ký đâu lấy nè. Nè, rô phi bự ba con, bốn con. Bốn con là thấy hai con này là hai con này ngon nhất này. Hai con nó 7 8 lạng rồi. Trời ơi, cho bắt lụm cá đó vô bắt xuống. Nãy tao mới đầu á. Rô phi nặng lắm. Ui, dính cá chót kìa. Cần thử nó không? Cần nó ơi, con này chắc nửa ký á. Thôi được rồi, khỏi căng. Mùi quá. Đây quay quay luôn hai cái này. Quay lâu lâu về xíu con. Lâu lâu xíu thì cái mình được quay hai cái cảm ơn. Rồi quay luôn hai. Ồ vậy bốn cá lóc ngon ta. Rồi quay luôn hai hai cái cảm ơn vậy. Rồi hôm nay được nha cả nhà, quay dưới đây cái. Rồi quay lại hai. Cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ tấm cá. Hẹn gặp cả nhà ở video sau. Đây chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Ngon ghê không? Mấy cá lóc ngon rồi cả nhà.